365 ngày chuyển động trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng, chúng tôi đồng hành bà con cập nhật những thông tin nông nghiệp hữu ích tác động đến đời sống bà con. Hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019, bản tin có các thông tin đáng chú ý sau. Thị trường hạt tiêu ảm đạm do cung vượt cầu. Cây dâu tây công nghệ cao phát triển mạnh, đại trà tại tỉnh Lâm Đồng. Cải tạo vườn cà phê, đồng thời khuyến khích trồng sen cây ăn trái, nhà vườn Lâm Đồng tăng hiệu quả kinh tế gần gấp đôi độc canh. Nông dân miền Tây nuôi heo rừng cho ăn rau lan, lời càng thêm lời, giúp nông dân thoát nghèo. Cây lục bình, cây thủy sinh mọc đầy miền Tây, trở thành món dưa dân dã miền quê ai cũng thích. Thị trường hạt tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ ảm đạm không thua gì thị trường dược khô ở miền Tây. Giá tiêu và dược khô ở khu vực rất sâu trong thời gian dài, khiến nông dân lỗ trắng tay. Theo ghi nhận, vào hôm 24 tháng 2, giá hạt tiêu đen tại các đại lý nông sản ở Đồng Nai mua vào chỉ dao động từ 42.000 đến 43.000 đồng một ký, giảm từ 4 cho đến 5.000 đồng một ký so với cuối tháng 1 năm 2019. Với giá tiêu như hiện nay, đa số các nhà vườn trồng tiêu bị thua lỗ từ 30 đến 40 triệu đồng một hecta. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, giá tiêu trong 2-3 tháng tới chưa có dấu hiệu tốt lên vì thị trường cung đang vượt cầu nên là giá giảm mạnh. Trong gần 2 tháng đầu năm, giá hạt tiêu đen xuất khẩu chỉ khoảng 2.940 đô la Mỹ một tấn. Đồng Nai là một trong 4 tỉnh có diện tích tiêu lớn nhất cả nước, cho nên giá tiêu giảm mạnh ảnh hưởng rất lớn đến các nhà vườn. Hiện nhiều nhà vườn đã thu hoạch xong tiêu nhưng chưa bán ra vì giá quá thấp. Theo các nhà vườn, đầu vụ thu hoạch giá tiêu được 60.000 đồng một ký, nhưng đến cuối vụ thu hoạch lại đột ngột hạ sâu. Hiện nay Việt Nam dẫn đứng số 1 thế giới về sản xuất xuất khẩu hạt tiêu. Hạt tiêu của Việt Nam đã xuất sang hơn 100 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới và chiếm khoảng 60% sản lượng xuất khẩu tiêu của thế giới. Trong đó, thị trường nhập khẩu nhiều tiêu của Việt Nam là Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pakistan. Gần đây, tiêu Brazil xuất khẩu ngược vào Việt Nam giá khoảng 40.000 đồng một ký. Cà phê cũng cùng chung cảnh ngộ rất giá như hồ tiêu. Tuy nhiên, cà phê là cây trồng chủ lực, chiếm diện tích lớn nhất tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, tái canh phục hồi diện tích cà phê và giúp nông dân sản xuất ổn định, chờ giá là nhiệm vụ và kế hoạch của tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ cải tạo hơn 7.000 hectare cà phê có năng suất thấp vào năm 2019. Theo đó, tỉnh sẽ tái canh cà phê Robusta 3.298 hectare, tái canh cà phê Arabica 220 hectare, ghép cải tạo cà phê Robusta 3.544 hectare. Hộ nghèo, cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số khi thực hiện tái canh, ghép cải tạo vườn cà phê sẽ được hỗ trợ 75% kinh phí mua giống. Với các hộ và doanh nghiệp khác được tổ chức tín dụng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chỉ hỗ trợ tái canh, ghép cải tạo cà phê trong vùng quy hoạch phát triển cà phê của tỉnh, sử dụng giống có nguồn gốc đã được công nhận, không gây biến động về diện tích, sản lượng. Lâm Đồng hiện có khoảng 150.000 hectare cà phê, chỉ đứng sau Đắk Lắk về diện tích và sản lượng. Lâm Đồng sở hữu diện tích cà phê Arabica lớn nhất nước với giá trị cao gấp 2-3 lần. Bên cạnh phục hồi cây cà phê, tỉnh khuyến khích trồng sen các cây trồng khác. Cây trồng sen và cây cà phê có thời gian thu hoạch khác nhau nên giúp cho nông dân có thu hoạch rải đều trong năm và tăng thêm thu nhập. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quy trình kỹ thuật trồng sen cây hồ tiêu, bơ, sầu riêng trong vườn cà phê vối để tránh ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng chính. Theo kết quả điều tra, một số mô hình trồng sen tại Lâm Đồng, Đắk Lắk hiệu quả kinh tế gấp 1,7 lần so với cà phê trồng đơn thuần trên cùng đơn vị diện tích. Hình như thấy những chú gà này không? Chúng có sức đề kháng rất tốt và bên cạnh đó thì hiếm khi bị dịch bệnh bởi vì bà con ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang đầu tư theo trang trại lạnh, một hướng đi mới của nông dân chăn nuôi gà công nghệ hiện nay. Để nuôi gà theo hình thức này, điều kiện bắt buộc đó chính là phải lắp đặt hệ thống làm lạnh bằng những chiếc quạt gió cỡ lớn và máy điều hòa nhiệt độ để luôn giữ nhiệt độ thích hợp, giúp cho đàn gà phòng chống được dịch bệnh và phát triển ổn định. Chỉ mới phát triển hơn 2 năm nay, nhưng việc nuôi gà trong trang trại lạnh ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Gà nuôi được nhập về từ khi mới ấp nở,
và sau 45 ngày sẽ đạt trọng lượng khoảng hơn 2 kg một con. Mỗi trang trại gà một năm có thể nuôi 4 lứa, mỗi lứa cũng dư ra được hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Tuy nhiên, chi phí để đầu tư nuôi gà lạnh khá lớn, khoảng 1 tỷ đồng trên 1.000 mét vuông chuồng nuôi. Với 1.000 mét vuông nhà lạnh, người nông dân sẽ phải bỏ vốn khoảng 1 tỷ đồng. 100% các hộ nuôi gà lạnh đều có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty chuyên thu mua, vì vậy đầu ra khá ổn định và chắc chắn. Huỳnh như thấy không, nuôi gà trang trại lạnh với công nghệ hiện đại như vậy là bà con của mình biết chủ động tìm đầu ra bằng cách ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty. Nhưng mà ở miền Tây thì có một nông dân vẫn chưa ký kết bao tiêu với một công ty nào hết, mà ông nuôi heo rừng thì chưa bao giờ sợ bán không ai mua. Đó là do ông nắm bắt được thị trường rất tốt. Heo rừng là vật nuôi thích hợp ở vùng Tây Nguyên hay là một số vùng dân tộc miền núi. Nhưng khi về với miền Tây, heo rừng sinh trưởng phát triển rất tốt, trở thành mô hình mới, hấp dẫn nông dân. Việc nuôi heo rừng chỉ cho ăn rau xanh, lúa và nước cám. Ông Phạm Văn Hùng, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang thu lời mỗi lứa hàng trăm triệu đồng. Ở nơi tưởng chừng chỉ biết đến cây lúa con tôm mới giúp dân làm giàu. Đàn heo rừng của ông Hùng không có răng nanh, lông dài và không hung dữ như bản tính quan giả của nó. Những con heo rừng con mà ông Hùng nuôi trong chuồng khá mũm mĩm, căng tròn. Mỗi năm, ông bán hơn 100 con heo rừng được nuôi hoàn toàn bằng rau xanh. Thỉnh thoảng bận việc không cắt rau kịp thì đổ ít lúa tươi vào máng là chúng tự ăn no rồi ngủ. Trừ chi phí, ông thu về hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Giá heo rừng luôn ổn định, không bấp bênh như heo thường. Một điều khá thú vị là khi heo nái sinh con, chúng sẽ tự làm ổ, sinh con mà không cần đến sự hỗ trợ của con người. Thấy heo rừng dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc, dịch bệnh gần như không có mà hiệu quả đem lại khá cao. Ông Hùng động viên anh em hàng xóm nuôi theo. Đến nay ấp Thạnh Tây A có 5 hộ nuôi heo rừng từ 1 đến 2 năm, trong khi một vài người khác đã nhắn ông chừa heo giống để nuôi thử. Thịt heo rừng được ưa chuộng vì đây là loại vật nuôi cho ăn thức ăn tự nhiên, không sợ có chất tạo nạc. So với thịt heo hơi truyền thống thì thịt heo rừng ngon hơn, nên dù giá có mắc hơn chút đỉnh thì người tiêu dùng cũng chuộng ăn. Chừng, tôi còn thấy cảm kích hơn người nông dân này, đó là ông biết chia sẻ cách làm giàu của mình cho bà con. Ông Hùng cho biết, ngoài bán số heo rừng giống đã được khách hàng dặn trước, ông sẽ ưu tiên bán trả chậm cho bà con nghèo trong ấp, bởi heo rừng dễ nuôi, vốn đầu tư ban đầu thấp, lại ít rủi ro. Ở miền Tây mà Xuân Hiền chịu khó tìm tòi thì cũng có rất là nhiều món ăn đặc sản ngon. Ngay cả những cọng lục bình trôi nổi bồng bềnh dưới sông, kênh rạch mà bà con cũng nảy ra ý tưởng làm được món dưa rất là ngon lành. Dân đúng vậy. Thưa quý khán giả và bà con, ở miền Tây, theo các con sông, rạch, ao, nặng phù sa, thì hình ảnh những đám lục bình lênh đênh theo con nước đã không còn xa lạ nữa. Màu xanh biên biếc của lục bình như tô thêm vẻ mộc mạc, bình dị của hồn quê xứ sở. Đâu chỉ có thế, dưới sự biến tấu từ đôi bàn tay khéo léo của người dân đã cho ra đời một món ăn ngon, lạ và mang dư vị rất là riêng. Hiện nay thì đang được thị trường ưa chuộng. Ngay bây giờ thì mời quý khán giả và bà con cùng thưởng thức đặc sản này nhé. Mỗi ngày bà Nga dành ra khoảng 2 tiếng đồng hồ để bơi xuồng đi hái ngó lục bình, là đoạn nối giữa hai nhánh lục bình. Với hơn 20 kg ngó lục bình thô sẽ cho ra khoảng 10 kg dưa thành phẩm. Theo bà Nga, muốn có được ngó lục bình non, mềm, phải bơi xuồng ra những con sông lớn, tránh nơi ao tù nước động vì sẽ dễ bị ngộ độc kim loại nặng tích tụ. Đồng thời, ngó lục bình sau khi hái về phải được làm liền để giữ được độ tươi. Ngó lục bình bào vỏ, cắt thành từng đoạn ngắn, ngâm với nước muối khoảng 2 tiếng. Sau đó ngâm chung với muối, giấm, đường, đun sôi một lượng vừa phải. Dưa lục bình sẽ ăn được ngay vào ngày hôm sau và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, có thể sử dụng đến 60 ngày. Hiện 1 kg dưa lục bình được bà Nga bán với giá từ 40 đến 50 ngàn đồng. Bà Nga mong muốn món dưa của mình có được logo thương hiệu để các tỉnh bạn biết đến nhiều hơn. Để khi nhớ miền Tây, du khách nghĩ ngay đến dưa lục bình đồng quê. Ngó lục bình làm gỏi, còn thân của lục bình phơi khô còn được bà con dùng làm nguyên liệu để đan những sản phẩm thủ công mỹ nghệ rồi xuất khẩu. Người dân miền Tây cũng có được cái nghề mưu sinh từ loại thủy sinh này. Thưa bà con và quý khán giả, Xuân Hiền nghĩ bà con nhà vườn trồng trái cây có theo dõi thông tin sẽ rất vui vì kết quả sau 10 năm đàm phán, trái xoài Việt chính thức đi Mỹ. Đây là loại trái cây thứ 6 của Việt Nam sau thanh long, nhãn, chôm chôm, vải thiều và vú sữa được Mỹ cấp giấy thông hành, đồng nghĩa chất lượng trái xoài Việt đạt chuẩn cấp quốc tế.
Nghe là đã thấy tự hào rồi, vậy là Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu thứ 40 của trái xoài Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng thị trường xuất khẩu rau quả đã mở ra bức tranh tươi sáng cho mục tiêu tăng trưởng của trái cây Việt. Còn với các doanh nghiệp, bên cạnh sự phấn khởi thì việc tăng giá trị sản phẩm gấp 3-4 lần so với bán trong nước thì đây là bước đệm để đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, giúp tăng giá trị sản phẩm trong tương lai. Vậy, dư địa của trái xoài Việt như thế nào trong tương lai? Đó là vấn đề tôi, Huỳnh Như và bà con và quý khán giả ai cũng quan tâm hết. Theo thống kê, Mỹ là thị trường có sức tiêu thụ lớn với xoài, nhưng sản xuất tại chỗ của Mỹ chỉ đạt 3.000 tấn một năm bằng 1/100 số lượng xoài nhập khẩu. Do vậy, hàng năm Mỹ phải nhập khoảng gần 400.000 tấn xoài tươi mới có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Đây chính là dư địa để xoài Việt có cơ hội gia tăng tiêu thụ, bởi mỗi năm Việt Nam có thể xuất sang Mỹ khoảng 3.000 tấn trái xoài tươi, tương đương khoảng gần 1% lượng xoài tươi nhập khẩu của quốc gia này và ngang bằng với sản lượng xoài nội địa của Mỹ. Nhận định từ giới phân tích cho thấy, phía Mỹ yêu cầu xoài xuất khẩu sang thị trường này phải vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe như điều kiện nhà vườn, đóng gói, xử lý chiếu xạ, kiểm dịch thực vật tại cửa nhập khẩu. Trái xoài của Việt Nam được trồng từ Nam ra Bắc, những giống xoài nổi tiếng có hình dáng đẹp và hương vị đặc trưng như xoài cắt quả lọc, xoài keo, xoài cắt chua, xoài hòn, xoài bưởi, xoài cắt bồ, xoài canh nông, xoài yên châu. Trong đó, giống xoài chủ lực cắt quả lọc đã được cấp giấy đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và chứng chỉ quốc gia về chỉ dẫn địa lý. Các giống xoài xuất khẩu được sản xuất theo quy trình chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt Việt Gap và Global Gap. Do vậy, các chuyên gia cho rằng thâm nhập được vào thị trường Mỹ là tín hiệu đáng mừng cho các loại trái cây đặc sản Việt Nam thời gian qua. Vì thế, người nông dân, doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành cần có những biện pháp trước mắt và lâu dài trong xây dựng chất lượng xoài cũng như đảm bảo ổn định về số lượng sản phẩm để cung ứng theo yêu cầu của các thị trường này. Nói đến chất lượng trái cây, hiện nay tỉnh Lâm Đồng sản xuất công nghệ cao trên cây dâu tây, cho ra hương vị ngọt, thơm, không thua dâu trồng tại Nhật, Úc. Mời bà con đến một vườn dâu ở Lạc Dương xem nhà vườn trồng và chăm sóc, chế biến sau thu hoạch dâu tây như thế nào. Tại xã Trà Sa, huyện Lạc Dương, có lẽ vườn dâu rộng hơn 3 hecta của công ty trách nhiệm hữu hạn Carbin Vina là điểm sản xuất và tham quan mô hình trồng dâu tây lớn nhất trên địa bàn. Ở khu vườn này, trồng duy nhất giống dâu Nhật, cho hương vị rất thơm ngon và ngọt, được trồng theo phương pháp bán thủy canh, trên giàn cao và áp dụng các phương thức an toàn theo Việt Gáp. Sản phẩm dâu tây ở đây không những cho sản lượng cao, trung bình 200-300kg một ngày, mà còn rất được thị trường ưa chuộng. Toàn bộ các chất dinh dưỡng đều được đưa vào hệ thống nhỏ giọt, được tính toán kỹ càng để đảm bảo an toàn môi trường canh tác, cũng như đảm bảo được an toàn về chất lượng khi đến với tay người tiêu dùng. Chung thì mình nói về trên cây dâu tây á, thì mình làm á, thì mình phải giữ một cái là vệ sinh sạch sẽ trong mặt vườn. Thì thường là xử lý thuốc trực tiếp trên ống hệ thống nhỏ giọt hết, nhưng mà thuốc bảo vệ thực vật là sử dụng là trong hệ thống nhỏ giọt hết, nó chỉ dẫn qua trực tiếp vào gốc chứ không phải là bơm trực tiếp trên lá, không bơm trực tiếp trên cây và không bơm trực tiếp lên trên cát. Mình sử dụng những cái phân hò tan, phân đơn sử dụng cho cây dâu tây, không gây tới độc hại cho người dân. Mỗi năm mà mình cứ nâng cấp lên là sản phẩm sẽ tốt hơn. Là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nên toàn bộ diện tích vườn này được đầu tư rất bài bản, gồm 10 nhà kính trồng và thu hoạch luân phiên. Dâu tây sau khi hái xong sẽ được đưa vào kho lạnh, đóng hộp và lưu giữ trong kho lạnh ít nhất 10 tiếng đồng hồ mới xuất bán. Làm như vậy, theo người quản lý của công ty này, trái dâu sẽ cứng hơn, dễ vận chuyển và hạn chế hỏng dập trong quá trình vận chuyển. Hiện sản phẩm của công ty đang xuất bán đến hơn 120 siêu thị, chủ yếu ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Dâu tây của bên em là phân phối cho khoảng 120 siêu thị trên toàn quốc, như là thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường lớn nhất là thành phố Hồ Chí Minh, thì năm nay bọn em cũng có đang phân phối ở ngoài Hà Nội cho các siêu thị như là Big C, Metro, Copmark, Aeon City Mart, Vinmart. Dạ, thì là nói chung là hàng của bên em là rất là được ưa chuộng. Giá dâu tây bán tại vườn của trang trại này từ 100-400.000 đồng một ký, tùy vào phân loại. Trong hơn 5 năm qua, Carbin Vina là đơn vị góp phần không nhỏ trong việc thay đổi bộ mặt nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương quanh năm
và cũng góp phần lớn vào việc thay đổi thói quen canh tác ở địa phương này. Chúng tôi xin kết thúc 365 ngày chuyển động tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.